Sáng ngày 30 tháng 12, bên lề hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với báo chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021 của thành phố. Trong công văn, thành phố đề xuất được bắn pháo hoa tầm cao tại hai điểm là đầu hầm Thủ Thiêm quận 2 và tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực công viên Central Park, một điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen quận 11. Thời gian bắn là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2021, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi tiếp văn bản đến Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thêm một điểm bắn pháo hoa tại khu công nghệ cao quận 9 để chào mừng nghị quyết về thành lập thành phố Thủ Đức. Thời gian bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Đây là điểm bắn pháo hoa thứ tư trong dịp Tết Dương lịch 2021 mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin phép Thủ tướng. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.